Căn cứ khoản 4 điều 76 Luật Đất đai 2024 quy định như sau: trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố công khai mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của luật này. Đồng thời, khoản 6 điều 76 Luật Đất đai 2024 quy định đối với diện tích đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 4 điều 67 của luật này thì người sử dụng đất được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng mới cây lâu năm, người sử dụng đất được xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn, cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan. Theo đó, đất thuộc quy hoạch xảy ra hai trường hợp sau. 1. Chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất như chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế. 2. Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng mới cây lâu năm. Như vậy, việc toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc quy hoạch không phải chuyện hiếm, trong một số trường hợp người sử dụng đất cũng không biết đất của mình thuộc quy hoạch. Tuy nhiên, khi đất thuộc quy hoạch thì vẫn có thể được sang tên. Mặc dù vẫn được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng khi có quyết định thu hồi đất thì bị thu hồi, không được đăng ký sang tên.